Ôi ừ, đồ ơi, anh Hùng ơi. Anh Hùng ơi. Dạ, em dậy rồi anh ạ. Nhìn dậy đi. Anh vừa dậy. Ừ vâng. Để em thu gấp chân màn lại. Dạ chưa? Anh không biết lấy gì đi chợ được nhỉ? Mai nhỉ? Em lấy không? Tôi có ngủ ngon không? Có, ngủ ngon. Sáng nay không biết lấy gì đi chợ được nhỉ? Lấy cái con xả của ông kìa anh. Lấy xả của ông đi bán được mà. Bởi vì lâu mình thu lấy bây giờ nó cũng mọc nhiều chồi mầm non này. Bây giờ mới lấy đi bán được nhỉ? Lấy xả của ông đi bán được nhỉ? Vâng. Lấy đi xong là xem tích góp. Mấy quả mít kia nó cũng chưa chín mà. Còn mình ăn quả kia cũng cho vịt anh thì thôi. Vâng. Bác định bảo là cho chín để còn bán đi ấy. Bán đi để tích góp mua một hai con lợn để nuôi anh. Thì bây giờ cũng khó khăn quá. Tiền bây giờ cán bộ cũng vừa trả lại cho mà cũng không đủ anh. Thế thế bây giờ em anh đi ra ngoài rửa mặt đi xong là với anh cắt xả xong đi chợ. Vâng. Sau này nó bị ngập úng nhưng mà nó vẫn lên anh ạ. Cái lúa bên dưới thì nó chỉ có lên đấy. Đi đâu về? Nó không lên được đi. Vâng, hôm nọ em cũng thấy nó kiểu nó bị héo không hết rồi. Có cái bên dưới như không lên được mình nhỉ? Bên dưới nó lên nó nhạ đây này. Vẫn lên à? Vâng, nó mầm mầm nó có rau một tí lên này. Cái cành nó ra để trồng thêm bên kia nữa. Bản mấy khóm này to nhỉ? Cái khóm này to thật đấy nhỉ? Mình cái này mình tỉa dần đi nó lại mọc lại nhỉ? Cái này nó không nó mọc cái con đấy, đây này. Mình tỉa ra một đây là nó kia mà nó lên to nãy nhỉ? Nãy là này. Chắc mấy hôm nữa anh phải làm cỏ cho nó không giận quá. Ừ vâng. Đây bây giờ anh nếu mà em có làm cỏ xung quanh thì bây giờ nó cũng đỡ hơn rồi. Đánh ra đây. Vâng. Đây có phun nhé, buổi sáng người ta mua phun này nhỉ. Anh đi khó khăn lấy nhé. Vâng. Đây bên kia này nó giận gì mà nhìn máy rồi. Bên trên này nó cũng có nhiều xả to mà.
làm sao ấy? Cái lá nó sắc quá, anh nó bị lấy không sao đâu. Anh đang dưới này. Xong này, cục này to thật đấy. Lâu lắm mình cũng không lấy đi bán đấy. Bây giờ nó to, nó tốt rồi. Bây giờ em còn thiếu, em xem tiền nhỉ? Còn thiếu bao nhiêu tiền ấy? Có đủ mua lợn chưa? Còn thiếu 400 nữa anh ạ. 400 nữa chứ? Vâng. Không biết làm gì để kiếm được kìa. Bây giờ cứ tạm thời là cứ để tiền đấy đó nhỉ? Vâng, bây giờ đang để tiền. Bây giờ chắc là tiền này em phải đem theo anh ạ. Không để ở nhà nữa em ạ, vâng. Sợ họ lấy ấy. Mình không biết là người... kiểu là nhà mình... nhà mình kiểu là cái này cũng sợ trộm vào ấy. Để nó đã bị trộm thế một lần này, em toàn để dưới gối, không để ý em. Vâng. Anh lấy em... cái này ra kia nhá. Vâng, anh lấy ra hộ em. Thế phần này nhặt bỏ ra thế này nhỉ? Vâng. Cái vỏ này, cái lá này sắc rồi đấy. Vừa nãy em cẩn thận đấy nhá. Mình không được lấy này, lâu mình không lấy, nó nhìn nó khóm nó to nhỉ. Vâng. Cái củ này to thật. Cái xạ này em đi bán hôm nào là hết không đấy, nhiều người mua hết. Cái này mai mình nữa mấy nữa mình phải làm lại cỏ, không để nó tươi tốt. Càng rậm rạp quá sợ, cũng sợ rắn giết ấy. Này chắc phải mưa này nó hơi ẩm lát nữa, mình lấy mình bó xong mình lấy ra suối rũ dân ra cho đất nó ra được. Tối qua trời mưa sao nhỉ? Vâng, tối qua trời chắc mưa phùn. Có cái gì ở mặt đấy đánh phổi đi. Nhỏ đi. Chả biết cái gì vừa nãy bay vào mắt gì không? Vâng. May ông chủ đất này có nhiều xả nhỉ, không là nhiều lúc mình không có tiền cũng không biết đi bán đi chợ gì gì ấy nhỉ. Vâng, ông có nhận trồng là nhiều đồ vật đấy, hoa quả các thứ, xong là còn trồng là cả xả nữa, cái làm thuốc các sông người các thứ nó thì nhiều người mua đấy. Cái này rán trứng ăn cũng ngon nhỉ. Vâng. Băm xong cho sôi trứng. Tí mình chặt xong mình đi rửa đi nhỉ. Vâng. Nhìn nó. Cho nó. Nó trúng mưa trong tay mình dính đất cho nó cầm vào nó. Bẩn tí. Để anh đi lấy thêm nhé. Vâng. Chắc là xong là lấy con này đó nhỉ anh nhỉ. Tại vì ở đây cũng gần đấy. Mình không phải đi xa lấy một hai hôm mấy hôm lại lấy xong lại đi bán là được mà. Vâng. Xong là lấy đi ra suối cho rửa đấy nhỉ. Ừ. Cho nó sạch, mình tay mình bẩn quá. Cho hộ anh lấy cái này đi. Em lấy vào đấy đi, xong là để anh lấy cái này đi vứt. Vâng. Họ vứt tay nhanh nhá. Anh biết rồi.
cái kia. Hôm qua trời mưa phùn nhỉ? Cho gửi đi ra kia chặt thôi. Lấy cho mình. Thế chứ. Lấy bó lại cái xả này được trước mình đi bán được nhiều ấy em nhỉ? Vâng, nhiều người mua lắm em. Chắc là em với anh đi chợ nhỉ? Dạ vâng. Một xu em nhé. Mày có chủ đất này có nhiều thả nhiều ấy nhỉ? Vâng, không. Mà lâu mình cũng không gặp ông chủ đất đấy. Sau là Việt Anh bảo là ông chủ xuống đây nhưng mà đi học cựu chiến binh ấy. Vâng. Không ở nhà lúc đấy mình cũng lên đồi bởi vì mình đi bộ ấy cũng không đi nhanh được. Nhưng mà chắc mình về nhanh mình cũng gặp ông rồi. Xả này bây giờ nó củ to thật đấy. Lâu rồi mình không được vặt đây. Yeah. Chắc mấy nữa là em lấy một hai khóm ra để trồng thêm một ít này ạ. Chỗ này á? Vâng, trồng cái đừng... chỗ đất trống trống này kiểu lũ hay vào thì mình trồng vào để nó đỡ ở kia. Anh đang định để chỗ này để mấy nữa mình trồng rau thêm, trồng ra than. Trồng rau cũng được, để em trồng ở mấy bờ kè này cũng được. Đấy, chỗ đấy anh để làm chỗ làm vườn rau thôi. Vâng. Mình thấy tội hai thằng trẻ này quá nhưng mà không biết làm nào được. Giúp đỡ thì cũng giúp đỡ em nó. Em nhìn hai thằng đấy em thấy thương lắm. Còn bé nó không được ra cùng cũng kiểu cùng hoàn cảnh với mình bị đuổi ra khỏi nhà ấy. Xong rồi em thấy hai đứa đấy nhìn lắm lúc nghĩ cũng thấy kiểu nó mắt rơi vì trong nó nhỉ anh nhỉ, nhìn nó mình lấy bằng này đi thôi em ạ, tại vì mình để cũng ở gần đó mà lâu lâu lại đi bán vứt xuống cuối này cho mọi người. Vâng. Em đây được anh nhá, anh đi vào khóa cửa đấy nhá. Vâng. Đi về sớm. Vâng. Con để anh gùi cho. Để anh gùi được không? Thế mà bạn nhà chị đi ra kia.
xem chị ấy. Nhà hỏi xem chú cái thằng Thái kia. Vâng. Xin lỗi chị ấy tí. Chị ơi. Dạ. Em cho em cho anh để nhờ bán chỗ này tí nhá, bán xả một chút nhá. Không mà. Mẹ em đi ra chợ lấy hàng rồi ạ. Mẹ đi chợ lấy hàng rồi ạ. Vâng. Cái thằng Khá kia đợt trước nó trộm bánh mì của em, nó giả lại chưa? Nó giả lại gì ạ? Gia đình nó giả lại rồi. Vâng. Thế mẹ chưa về thì anh cho anh gửi lời xin lỗi nhé. Vâng. Tại vì đợt trước là thằng Khá nó rủ anh đi ấy, nên là anh cũng không biết được, lúc đấy anh tâm trí nhớ không ổn định ấy. Lúc vâng. Đấy thì nếu mà mẹ về bảo cho anh gửi lời xin lỗi nhé. Thế cho anh mượn chỗ này bán xả đi nhé. Hùng ơi, mẹ cái bọn này đi đâu rồi nhỉ? Bọn này đứa nào ở nhà nhỉ? Mày tao mà chủ thấy cái này tao đánh cho con Mai một trận. Tao cho mày rồi khỏi thằng Hùng luôn. Tao phải làm cho con Mai bỏ thằng Hùng đi ở với mình cơ. Chết với tao luôn. Con Mai đi đâu rồi? Mày ra đây cho nào. Mày ra đây với tao cho nào. Mình nó đánh cho nó mấy lần rồi mà nó vẫn chưa từ bỏ được tao. Mày lần này tao mà gặp mày, tao xé xác mày, tao cào mặt mày luôn. Mày phải từ bỏ Hùng đi. Cho Hùng đi ở với mình thôi. Cái nhà ở thế này mà ở được, bảo đi ở với mình. Nhà cao cửa rộng, chả phải vất vả như thế này. Nhưng mà không chịu đi. À cái con Mai kia nữa. Mua cho Hùng một cái áo. Đã thấy Hùng ở nhà. Mày riêng cái con Mai đấy á. Đợt sau mình nhìn thấy nó ở đâu rồi. Tao đạp cho mày trước mặt thằng Hùng luôn. Nhưng mà trước mặt thằng Hùng mình vẫn phải giả vờ một tí. Không chết với tao. Để cái áo ở đây cho Hùng. Để xem là nó có mặc không. Nếu mà mặc nó mặc mà nó mà mặc thì nó chứng tỏ là nó cũng yêu mình. Còn riêng cái con Mai á. Rồi, tao cho mày biết tay tao luôn. Tao còn phải quay lại xem mày như nào. Mày nó trả lại cái đồ không là mình cũng ngại. Vâng. Mai quá anh cũng đi làm về với lại ở nhà cũng đã có cái việc cần nó xả này. Vâng. Cái này bán thế nào không? Cái này em bán mới bỏ 10.000 đấy ạ. À. Bỏ 10.000 à? Vâng. Chắc là cái này em cho anh không thôi. Không, anh mua chứ phải mua bằng tiền chứ. Anh đã giúp đỡ em như thế chắc em cho anh hai bó không. Em cho anh hai bó, em không lấy, em không lấy tiền đâu. Không, thế cho anh ba bó đi thì anh lấy về trả anh bây giờ cũng đã có việc một tí. Vâng. Nhưng mà em không lấy tiền đâu anh ạ. Cứ cầm đi. Mà em không lấy đây. Cứ cầm đi. Anh con nhà nước mà, làm nhà nước anh có tiền. Vâng, cảm ơn anh nhé. Em bảo là em không lấy tiền của anh ấy. Nhưng mà anh... À, hai cháu kia, Việt Anh và Việt và anh ấy, hôm nay có đi làm gì không? Em hôm nay em cũng kiểu không là... Chắc là không anh ạ, không biết ở nhà anh ạ. À. Chắc anh ơi, chứ. Cái tiền này chắc em không lấy của anh đâu. Hai em cứ cầm đi. Anh thì không lấy của anh đâu. Anh thì làm việc nhà nước rồi, anh có tiền rồi. Bây giờ các em vất vả thế rồi, anh cũng mua ủng hộ các em thôi. Anh hộ em như thế bao nhiêu chuyện nó ập đến với em ấy, bây giờ em lại đi. Cái đấy là hai em phải nghĩ là cái đấy là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng anh, thì chúng anh phải làm như thế. Là cái ân huệ đấy thì là em cứ để đấy đi. Đấy, để lúc nào mà cứ làm việc cái khám phá tốt đi, hai người cứ vươn lên trong cuộc sống đi, thì là sẽ ổn định hơn. May quá có các anh không à, lúc nào cũng giúp đỡ bọn em xong là bây giờ em bảo cho anh không mà không lấy tiền anh làm thế em ngại lắm. Thế là bây giờ này nhé, thì anh cũng nhà cũng đang có việc thì anh về trước đi. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
Còn bây giờ anh về đây. Dạ vâng, em chào anh. Ừ, anh thì về nhanh nhé. Nhà anh có gì à? Mua xả đi bác ơi. Bỏ bao nhiêu đấy cháu? Xả ra bán bó 10.000 đấy bác ạ. Cho bác 2 bó đi. Dạ vâng. Bác lấy 2 bó. Vâng. Bác 20.000 ạ. Vâng. Bác xin đi. Cháu làm bác nhé. Cháu làm bác. Vâng. Bác xả em. Vâng. Có xả đi thì lại bác chưa có. Xả này em bán mới bó 10.000 ạ. Em chỉ 2 bó. Chào chị nhé. Cất cho này xong đi về đi nhỉ. Nhưng mà không biết hai anh em đi tận giờ nhất chưa thấy về nhỉ? Cái này của ai? Ừ. Cái áo này của ai để đây nhỉ? Áo à? Anh mời nó xem nhé. Cái áo này của ai? Chắc là của anh. Anh đi chợ của em, anh có để áo ở đây đâu. Không, đi vào nhà đi em. Không biết ai để áo đây nhỉ? Cái này của ai? Anh có biết được của ai đâu. Của ai để đây nhỉ? Gớm vừa người anh mà. Cái này của ai nhỉ? Hay là của ai lấy về cho anh à? Của đứa nào lấy cho anh phải không? Không phải đâu. Làm gì anh quen ai ở đây đâu mà. Không. Sao họ biết lấy áo vừa người anh đấy? Mà mắt em thế nào? Anh có giấu em chuyện gì không? Cái này anh là có biết đâu. Thế sao áo này vừa người anh đấy? Cái áo này của anh để đây ý nhỉ? Làm gì có ai mà để tự nhiên để áo ở nhà mình? Hay anh lại lén phén với ai phải không? Anh làm gì giấu em sau lưng phải không? Em không, anh không biết được đâu. Anh đi, em từ nãy đi chợ cùng nhau mà. Ai để đây chứ không phải là của anh đâu, anh biết của ai đâu. Thế không phải đồ của anh cầm chắc là họ đi làm đồng làm gì treo đấy, anh ra treo cho cũ cho họ đi. Thế anh ra đấy treo lại cho họ nhé. Vâng. Chứ anh với em đi chợ như thế làm gì có ai về còn đây anh thì có giấu em chuyện gì nhá, đừng có để em biết là em anh, không tha thứ cho anh nữa đâu ấy. Anh có giấu em chuyện gì, giấu giếm em chuyện gì đâu. Thế anh đi để treo lại nhé. Vâng. Treo lại cho nó. Không biết ai đến đây nhỉ? Là để đây nhỉ? Là để trước nhà mình đó. Không biết ai để cái áo ở đây nhỉ? Không biết. Tự nhiên là đi để nhà mình cho họ đi đồng đi đấy để cho. Mà đi đồng làm gì áo mới như thế đâu. Biết là ai để đây cho. Em với anh ra chỗ nhà về anh kia hỏi xem nhỉ. Dạ vâng. Không biết ai để đây. Không biết nó về chưa. Ô, hai anh em này vẫn chưa về à? Vẫn chưa thấy về nhỉ. Hai anh em này chắc là đi chợ anh ạ. Cửa không khóa nó sợ mà nó vào lấy cái đồ của bọn trẻ con thế. Còn mít vẫn còn chưa thấy ăn. Nhỏ nghe ta nhỏ đấy chắc là đi chợ chưa được ăn. Để anh gấp trở lại cho nó. Thôi tại mình cũng thương của nó ấy. Vâng. Thấy này nó cũng trẻ nó chưa chắc chưa, là chưa lũ biết gì. Trôi chiếu hay không bây giờ chắc đi kiếm tiền để mua chiếu cho hai anh em nằm ra. Ăn chiếu để thương hai anh em đấy thật anh. May còn gặp được em với anh đúng không nhỉ? Không, không chào. Về nhưng nó không ở nhà đâu. Định hỏi lấy cái áo nhưng mà không biết áo của ai để lấy nhỉ?